cái là em biết đây là hàng của mình liền. Giống như công phu tán gái hai mươi mấy năm của em là em dồn hết, và có một cái thằng đó nó me vợ chồng em rồi, nó me em me nó. Chào em, mời hai em giới thiệu về mình. Em chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận và quý vị khán giả. Em tên là Trịnh Hoàng Hạnh Nguyên, 33 tuổi, em là hướng dẫn viên du lịch và em đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Và đây là vợ em. Em tên là Ngô Thị Tuyết Nhung, năm nay em 32 tuổi, em là nhân viên văn phòng. Mối tình, mối lương duyên của hai em như thế nào? Lần đầu tiên gặp nhau ở đâu? Dạ, lần đầu tiên tụi em gặp nhau là trên WeChat. Khi đó thì em năm 2014. Em vô cái avatar thì thấy cũng là khá là dễ thương, mà nhìn mặt hiền mà nai lắm. Thì em mới bắt đầu làm quen, em nói chuyện. Sau 2 ngày thì em thấy rất là thích, muốn gặp cô này. Thì em mới năn nỉ, em xin xỏ là cuối cùng là xin đi cà phê. Rồi. Lần đầu tiên em gặp anh này thì em ấn tượng về anh này như thế nào? Cái ngày hẹn gặp nhau á, thì bữa đó thì em có việc bận cho nên em đến trễ. Nhưng mà khi mà tới nơi á, em nhìn một cái là em biết đây là hàng của mình liền. Wow, trời ơi, hay vậy đó hả? Nói chung là dạ, cũng khác với mọi người, em hẹn trước là anh ngồi ngoài cổng. Cho nên em nghĩ, cha nội này chắc cảnh giác dữ ha. Sợ thí dụ gặp mình mà xấu là giọt luôn, đỡ tốn tiền ly cà phê. Thì em thấy bộ dạng của anh lúc đó nó hơi ẻo lả. Vậy là anh bận bộ đồ mà ôm sát người vậy đó. Rồi cái đi thì cái đít dảnh dảnh dảnh. Trời ơi, đít dảnh dảnh. Cho nên em mới nghĩ, quái, 3D mà cũng bày đặt cô gái vậy ta. Món này lạ, thôi kệ, mình tới rồi đi thử xem sao. Cảm giác đầu tiên của bạn này về bạn chồng á là sống trò 3D. 3D, đó. Rồi còn bạn chồng á thì cảm giác đầu tiên mà khi gặp bạn vợ thì như thế nào? Em nghĩ em là thợ săn, em là sói mà em gặp được thỏ. Thì lúc mà vô nói chuyện thì nói chuyện rất là hợp nhau, và giống như công phu tán gái hai mươi mấy năm của em là em dồn hết và bắt đầu cười rất là nhiều. Kể từ lúc đó cho đến lúc mà các bạn tỏ tình là bao lâu? Cũng khoảng hơn một năm rưỡi. Sinh nhật của vợ em thì em mới lên kế hoạch là tụi em đi cắm trại, đi ngủ lều. Không biết có được làm liều hay không. Em lên kế hoạch em cầu hôn luôn. Em mới thắp nến rồi này kia hết, em xếp thành hình trái tim. Cái xong mà vợ vừa bước vô là em quỳ xuống và em thổi harmonica, xong em cầu hôn luôn. Chắc chắn rằng là phải siêu thôi đúng không? Dạ, em rất bất ngờ, em vui lắm. Và em nhận lời liền. Em vừa gật đầu một cái thì anh mới nói: em ơi tắt tắt lẹ, nóng quá em ơi. Với lại cái sáp này mà nó đổ ra là ngày mai người ta bắt đền mình á. Thế đó mà còn tiết tiền nữa anh. Anh chị cứ tưởng tượng là trong cái lều nó nhỏ á, mà em đốt từng cái nên em để hết ở đây. Lúc mà nó cháy giáp cái vòng luôn á là em nóng lắm luôn rồi. Đúng rồi. Rồi đêm đó có vô liều làm liều không? Em biết thế nào anh cũng hỏi mà. Có ngồi chứ kịp vòng xóm. Dạ, em là fan cứng luôn. Dễ gì mà tụi em buông được, nhưng mà nó đời không như là mơ. Có một cái thằng đó nó me vợ chồng em, nó đem nó mắc cái võng ngay sát cái lều tụi em luôn. Rồi. Rồi nó me em. Em me nó. Me nó là tới sáng luôn. Hết làm liều luôn. Dạ, hết làm liều luôn. Nhân đây là tôi xin lên án kịch liệt cái anh mà nằm võng kế bên cái liều của hai vợ này. Sau cái buổi mà làm liều thất bại đó. Dạ. Thì tiếp theo có làm liều nữa không? Dạ, cũng cố gắng một vài lần nhưng mà không liều được đâu. Dạ. Mà vợ em rất là khó mấy chuyện đó. Lúc mà gần cưới rồi đó, em mới xin hôm nào mà qua chơi á, cái xin ở lại đêm. Em thì cho cái nệm nằm dưới đất vậy đó. Cái thân phận là nằm vậy đó. Cũng lâu lâu cái cũng lên nắm tay này nọ, gác chân này nọ vậy thôi. Sau cái lần mà tỏ tình đó, dạ, thì bao lâu thì là lấy nhau? Sau đó khoảng một năm, hơn một năm sau. Thì là mối tình 2 năm rưỡi mới lấy nhau luôn hả? Dạ đúng rồi. Là mới lấy đây hả? Dạ em lấy tháng 12 năm 2016. Trong cái quá trình mà yêu nhau á, có chia tay chia chân lần nào không? Giận hờn rồi này cái nọ không? Có một lần là em đi làm về trễ, thì bữa đó em không có xe, thì em có nhờ anh lên chở em về. Lúc đó anh nói là anh mệt quá, hơi tự đi taxi về đi. Có một lần nữa là khi mà về quê của anh ở miền Trung, thì bữa đó hai đứa đi nghe ca nhạc, thì em mới buộc miệng thôi, em nói là trời ơi, lần đầu tiên nghe dân nổi đọc rap mắc cười quá. Cái là nói lớn lắm, cả quán gần như cả quán nghe luôn. Dân nổ đọc rap mắc cười quá. Em mới la, em mới nói em vô duyên là vậy thôi. Giờ tối đó tụi em cũng gây nhau. Ủa là cái trận đó là trận lớn nhất đó. Dạ tại vì nói chung là khi mà về Sài Gòn á thì em mới sâu chuỗi lại, thì lúc quen nhau thì anh không có quan tâm gì nhiều anh, cho nên là em quyết định là thôi tạm không gặp nhau một tháng để suy nghĩ lại tình cảm của mình. Vợ em khá là cương quyết lúc đó, em nhắm vậy là em thua rồi. Anh em mới cuốn cuồng lên, bắt đầu em mới cố gắng, em hối lỗi, em năn nỉ này nọ mọi thứ, thì sau đó cũng ổn. Từ cái lúc mà đi vô liều, định làm liều mà cuối cùng không được liều đó. Dạ. Cho đến lúc cưới nhau là đâu có gì là sóng gió trắc trở gì nữa, đúng không? Trân tru hết chuyện đó. Chỉ có là đi làm liều mấy lần sau cũng không liều được. Không liều được. Còn có thêm một lần liều nữa ha. Đợt mà tụi em đi chụp hình cưới xong rồi mẹ vợ em một hai là đòi theo. Mà tụi em là cương quyết lần này không cho mẹ đi theo. Cho nên tụi em là quyết định là bàn mưu tính kế hại mẹ.
Thì vợ em mới mua một cái tour, mới nghỉ, phải nghỉ làm và mua một cái tour đi du lịch ra ngoài miền Bắc á. Là trước khi tụi em đi chụp hình cưới, tầm tháng 5, tháng 6 nó nóng đó. Mà vợ em lại đặt cái tour leo núi cho bà già nữa. Cái xong rồi 3-4 bữa xong vợ em nhắn tin nói là chân mẹ phồng rồi. Cái em nói yeah. xin lỗi mẹ cái chương trình này phát lên. Là lần thứ ba mới thành công đúng không? Dạ, nhưng mà cũng chưa anh. Chưa nữa hả? Dạ chưa. Thì tụi em đi ra ngoài đó thì cũng phải là 8-9 tiếng ngoài Ninh Thuận. Rồi ra đó thì 2:30 sáng là giờ em đã phải dậy để trang điểm rồi. Tụi em chụp bình minh á, 2 giờ trưa em mới được ăn sáng. Và xong về khách sạn là chỉ mong ngủ thôi. Là ngủ luôn. Dạ, không được gì luôn. Tự thân không muốn liều đó, phải không? Dạ. Thôi nói tóm lại là sau nhiều giai đoạn làm liều không được. Chị chắc chắn cái đêm động phòng chắc làm nhiều lắm phải không? Đêm em không có làm gì hết. Tại vì thật là em làm buổi trưa rồi. Cái hôm mà cưới buổi trưa xong á, là mẹ vợ em chưa vô phòng. Và mẹ em nói, đó làm gì làm đi. Lý do này em, tụi em nghe là mẹ mà. Thì mẹ nói thì em làm. Ngoan quá trời ngoan luôn. Coi như vậy là quá viên mãn rồi đúng không? Dạ. Rồi sau đó là có đi du lịch, đi trăng mật gì không? Sau đó thì tụi em đi qua Philippines. Tụi em có tuần trăng mật bên đó. Dạ, mà đúng nghĩa là trăng mật. Trăng mật diệu kỳ đúng không? Dạ. Kể nghe coi vui không? Cũng vui chị, giống như dồn nén bao lâu rồi thì bây giờ ngân hàng, dạ thôi. Ngân hàng cấp vốn bao nhiêu thì là mình xài hết. Trời ơi, mà sao? Tụi em đúng quy trình. Dạ, con của em là được sản xuất tại Philippines. Bây giờ lấy nhau được gần 2 năm gần. Ở với nhau rồi thì có bao nhiêu tật xấu của người bạn đời của mình lòi ra không? Cũng có vỡ mộng anh. Mà yêu nhau á, thì anh nói với em á, là anh sống ở Sài Gòn, anh sống chung với mấy chị em gái, cho nên anh có tính độc lập rất cao. Cái gì anh cũng biết làm. Thì nghe vậy thì em rất là yên tâm. Nhưng mà khi về thì anh cũng nói y chang câu như vậy. Em ơi, gia đình anh cũng có mẹ và chị em gái, mọi người dành làm hết rồi, cho nên anh không có cơ hội để làm. Anh nói hay là. Dạ, là cũng quá. Dạ, thêm một cái nữa là anh ở dơ với lại bề bộn. Lật bánh tráng, tài nghệ và ở dơ và bề bộn. Em kể chị nghe là có một lần con ấy xong rồi anh thay tã, anh cuộn lại, anh bỏ trong cái bọc, rồi anh để ngay đầu giường. Thì em thấy cũng một hai bữa rồi. Thì em mở ra thì ôi thôi rồi. Phân của con với lại trái cây nó đã lên men từ bao giờ rồi. Trời ơi. Dạ em cũng xin đính chính là tại vì lúc đó có mình em làm hà, thì em cuộn em để đó, em lại quên. Tính em là hay quên. Rồi còn cái tính xấu gì mà nó kỳ kỳ không? Dạ chỉ có tính là đi toilet rất là lâu. Nhưng mà mỗi lần vô chổng là ôm đàn, ôm điện thoại. Trời ơi. Cái toilet nó bự không vậy? Dạ cũng không có bự, mà anh biết lý do anh giải thích là tại trong chổng nó kín, nó nhỏ cho nên cách âm vang tốt. Như giống cái phòng thu vậy đó anh. Phòng thu mà chưa bao giờ mình nghĩ rằng cái chuyện mà cầm cái đàn thì ta cái thú vui ta tận hưởng đến cùng mà. Tại sao không nè, không mang cái kèn harmonica vô thổi. Dạ không, cái đó không được. Anh đó anh chơi em rồi. Em thử đi vừa thổi vừa ấy đi. Còn tiếp đó. Thì bây giờ tới Hạnh Nguyên đó. Vợ em dặn là vợ em là hoàn hảo, vợ em không có tật xấu gì hết. Không được. Em hết rồi. Không được. Không được. Dạ không được hả? Đã lên đây rồi là phải khui. Vậy em được nói ha anh. Nói chứ dạ, em. Dạ nhiều quá chừng luôn. Dạ cho em nói nha. Nói không? Dạ. Là vợ em thì cũng bừa bộn và cũng cỡ em trở lên thôi. Tụi em rất là hợp nhau cái khoảng đó. Dạ. Vợ em có một cái nữa là em gọi là biệt tài, nói xấu người ta mà sợ người ta không nghe. Khi mà nói xấu này nọ gì, nói giống như trước mặt người ta vậy luôn đó, không có kiên nể, không có gì hết. Tức là tính tình là bộc trực, có hiểu không? Có như là không có để bụng được, hả? Bực cái là phải tỏ thái độ liền. Em thấy cái gì khó chịu và em không giấu trong lòng được. Bây giờ mong muốn cô ấy thay đổi điều gì Nguyên? Vợ nghe là chồng hơn chút xíu, với lại là khi mà em góp ý á, thì nên lắng nghe chút xíu. Vợ em có một cái là khi mà chồng góp ý này kia thì hay tỏ thái độ và hay hậm hực lắm, cái kiểu mà sụ mặt xuống á. Rồi tới em đó. Dạ. Em mong muốn anh ấy thay đổi điều gì? Thì em chỉ mong muốn anh là bớt bề bộn lại. Đây, cái hai là anh hay mau quên nhưng mà thích hứa chị. Giống như hẹn cái gì làm á, thì bữa nay á, thì anh nói là thôi để mai làm đi. Ảnh tên Nguyên mà, cho nên nhà mẹ em kêu ảnh là mai vẫn còn Nguyên. Mai vẫn còn Nguyên. Còn gì nữa không? Dạ với một cái tính nữa là tính anh khi mà ra đường á, anh gặp mấy người mà chạy xe ẩu hoặc là đi siêu thị hay là bệnh viện mà không xếp hàng á, thì anh hay la, anh hét lên lắm. Dạ em sợ những cái trường hợp mà khi ra đường mình hay như vậy, dạ thì sẽ gặp những thành phần bất hảo, nó không có tốt cho anh, ảnh hưởng tới gia đình. Phản ứng nhưng mà khéo léo chút xíu. Dạ. Dạ. Thực ra chị thấy hai đứa đồng chồng đồng vợ quá trời luôn. Vợ nói chồng bừa bộn, chồng nói vợ bừa bộn. Chồng thì nói vợ là trực tính, hay nói gặp cái gì là nói cái đó liền á, sợ dạ lây. Vợ cũng nói chồng gặp
cái gì là nói, nói liền, sợ vạ lây. Trời, sẽ chống hịch nha. Mà hai con mặt thì quá giống nhau phu thê. Giờ chút cái gì nữa, giờ hai đứa thực sự mà nói á, thì cỡ nào cỡ, cãi lộn cỡ nào cỡ cũng là răng long đầu bạc đó hai em ha. Đúng rồi, chúc cho hai em luôn luôn vui vẻ thuận hòa ha, và luôn luôn nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời nha. Dạ. Xin chào. Dạ. Cảm ơn anh chị. Cảm ơn, dạ, cảm ơn anh chị. À, đây là cô dâu đang có em bé đúng, đúng rồi. Còn cô dâu kia là đã có em bé. Dạ. Dạ. Bây giờ em xin giới thiệu với chị, đây là một cặp đôi mà Quốc Thuận đã từng đến gõ cửa thăm nhà rồi. Ừ. Dạ. Một người em với một ý chí, với một nghị lực sống rất là phi thường. À, và một người mà truyền cảm hứng cho rất nhiều các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn Gen Z. À, cùng hỏi với em luôn đó chị. Vậy hả? Ừ. Vậy hả? Có cùng quê không? Dạ không. Vậy hả? À, bây giờ mời chào em. Mời hai vợ chồng giới thiệu cho chị Vân đi, cũng như khán giả chương trình Vợ Chồng Son. Dạ, em chào anh Quốc Thuận và chào chị Hồng Vân. Chào quý vị khán giả của chương trình Vợ Chồng Son ạ. Em xin được giới thiệu, em là Tô Đình Khánh. Em năm nay 30 tuổi, hiện tại đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Công việc của Khánh là bán hàng online. Dạ, hiện tại em đang kinh doanh online. Đó. Vậy hả? Trời ơi. Khánh ơi, từ bữa giờ thì có làm thêm công việc gì nữa không Khánh? À, hiện tại thì em vẫn tập trung là bán hàng online thôi. Dạ. Nhưng mà cái hàng của mình là chuyên về em sản phẩm làm gì? Về thời trang. Thời trang và một mảng thực phẩm, mấy cái hàng nhập khẩu đấy. Ừ. Dạ. Rồi, mời cưng. Dạ. Em chào anh Quốc Thuận, em chào chị Ông Vân. Em tên là Trần Thị Thương. Em năm nay 26 tuổi. Em quê ở Bình Định ạ. Ở Bình Định hả? Dạ. Theo chồng vào Sài Gòn lâu chưa? Dạ, em mới đây ạ. À, tức là mới vô. Dạ. Chứ đâu phải là bạn này làm ở Sài Gòn rồi gặp nhau đúng không? Dạ không ạ. Mà là lấy chồng xong rồi theo chồng đó đúng không? Dạ, dạ. Hôm trước em đến em gõ cửa đó, thì đang là ở chung thôi, chỉ là qua thăm thôi. Còn sau khi em gõ cửa xong rồi thì hai đứa nó, ấy quên, hai em nó mới mời em đi ăn đám cưới. Dạ. Ồ, vậy á. Nhờ ông Mũ tới nhà mà tụi nó có duyên, có nghĩa là quyết định cái đám cưới luôn. Là quyết định đám cưới luôn. Dạ. Rồi hình như là bữa nay là cái đầm lùm xùm vậy là có tin vui luôn. Trời ơi. Chắc tôi phải mời ông tới gõ cửa thăm nhà. Em giúp ngay mà. Tôi mà, trời ơi, tôi mà giờ có em bé là chấn động luôn á, ghi một kỷ lục Guinness đó. Ê, biết đâu có rồi sao giờ. Chị đã sẵn sàng chưa? Mày nuôi nha. Tao giờ hết sức rồi. Rồi, chị biết không, mặc dù là vậy nghe, nhưng mà không, bây giờ trước khi mình vô cái câu chuyện chính thì cho anh chia sẻ thêm chút xíu. Dạ, dạ. Chị thấy vậy thôi nghe, mặc dù Khánh á là không có đôi chân. Nhưng mà em đó nghe, có thể nói là một số cái em hơn Khánh, nhưng có một cái mà em thua bạn Khánh này là chị biết là cái gì không? Gì? Hít đất. Hay vậy chứ hít đất hả? Trời ơi, siêu vô địch luôn đó nghe. Hít đất bằng đôi tay, em hít đất là thua luôn. Đó. Rồi. Hình như em chả biết hít đất hay sao á? Thả giỡn hoài, biết chứ. Biết không? Làm gì không biết? Biết không biết hả? Trời, hít đất dễ ẹt, làm gì không biết. Nhưng mà bữa đó em hít có 3 cái à. Còn Khánh hít tới 30 cái là. Ý chưa. Trời ơi. Rồi bây giờ nè, trong chương trình gõ cửa thăm nhà thì không có hỏi nhiều về cái câu chuyện tình yêu, cũng như là cái câu chuyện mà làm sao các bạn gặp nhau, các bạn yêu thương nhau và kết hôn với nhau. Dạ. Thì bây giờ mình tới chương trình Vợ Chồng Son rồi thì mình sẽ khai thác rất nhiều những câu chuyện về tình yêu của hai bạn. Dạ. Thôi bây giờ hai đứa kể cho anh nghe đi, làm sao mà hai đứa gặp nhau. Trời ơi, em đã nghe rồi, bây giờ phải để kể cho chị nghe. Chị không, em chưa nghe luôn. Đã... ủa, tại không, cái bữa đó em không có tâm sự luôn á hả? Không, bữa đó là hỏi về cái chuyện khác. Ồ, vậy hả? Cho nên là hai đứa là phải kể về cái cơ duyên nào mà gặp nhau á, đúng không? Bữa đó không dám, bữa đó e thẹn lắm, không có dám gặp em. Mới núp núp mà sang nhà không à. Vậy hả? Bữa nay mới thanh thiên bạch nhật đó, cho danh chánh ngôn thuận đó chị. Đó. Bây giờ gặp nhau sao nè? Thì cơ duyên thì em gặp vợ em năm 2022 á. Đầu năm tháng vào tháng 3. Mới đây hả? Dạ, tháng 3 2022 ạ. 2022 là mới đây dạ, ha. Dạ. Thì vợ em mới lúc đó là em cũng mới chia tay mối tình mà em cũng tìm hiểu thì do là không có đến được với nhau thì lúc đó em cũng trong cái khoảng thời gian mình cô đơn rồi cũng có một chút tổn thương trong chuyện tình cảm. Thì khi đó là tháng 3 năm 2022 thì vô tình em check trong cái tin nhắn chờ của Facebook thì em thấy một đoạn tin nhắn viết rất là dài của một bạn nữ gửi cho em. Xong rồi em đọc thì em thấy là một cái dòng tin nhắn mà bạn ấy gửi cho em thì em thấy rất là xúc động. Thì bạn có chia sẻ là vợ em có chia sẻ là em đã biết anh cách đây từ năm 2019 rồi. Nhưng mà do là cứ theo dõi em, nhưng mà trong một lần tình cờ đang lướt Facebook á, thì lúc đó vợ em đang làm việc tại Nhật. Năm 2018-19 thì vợ em đang ở Nhật. Thì đang trong lúc rửa chén, ăn cơm xong rửa chén thì lướt điện thoại thì vô tình thấy một cái đoạn
video clip của em mà đang được một người bạn cõng á, bạn em cõng đi đi chơi đó, thì bạn ấy tò mò, vợ em ấy tò mò là sao anh này không có chân vậy, sao anh có thể sống được, rồi nếu như anh ấy sống thì anh sẽ cuộc sống sau này anh như thế nào, rồi nếu có vợ có người yêu thì không biết sẽ như thế nào ấy. Rồi bây giờ mình hỏi luôn đi. Dạ. Thôi bây giờ anh hỏi vợ luôn nè. Đó, cái lúc đó thì em chia sẻ cụ thể đi. Dạ. Lúc đó em suy nghĩ gì nè, rồi em lý do gì em lại viết thư chẳng. Dạ. Thì lúc mà em đang gặp được ảnh cơ duyên đó là em đang là thực tập sinh, em đi xuất khẩu lao động ở bên Nhật Bản, thì vô tình cũng là nhờ Facebook đưa em thấy một đoạn clip của chồng của em. Lúc đó là anh vừa mới bị mất đi đôi chân của mình. Là thì do em mất đôi chân là do em bị tai nạn? Em bị một căn bệnh ạ. Tháng 4 2018 em bị tắc mạch máu, thế là phải cưa đôi chân. Xong rồi em nhìn trên đó thì bảo là một chàng trai trong cái tuổi thanh niên rồi mất đi đôi chân. Em chỉ là quay chứ không có nói nhiều về ảnh. Cũng không có, em cũng chưa biết tên hay tuổi hay là quê quán của ảnh. Và vô tình mình lướt trên đó, nó báo nó có một chương trình nào đó đăng về chàng trai đó. Và lúc đó em thấy chồng em thì khuôn mặt tiều tụy lắm. Khuôn mặt lúc đó kiểu chắc là vừa mới bị thôi. Thì em cảm thấy là lúc đó mình trong khoảng thời gian đó em đi làm thì cũng một mình ở bên xứ người thôi. Thì mình cảm thấy mình cũng là thanh niên, ở tuổi này mà mình bị như vậy thì mình cái cuộc sống của mình như thế nào, và mình phải vượt qua nó như thế nào. Mình có rất là nhiều, mình như thế này mà mình có rất là nhiều cái áp lực, cái mệt mỏi, cái sự cô đơn nữa. Như chồng em thì với lại lúc đó em cũng ở trong tình trạng là cô đơn. Thì mình nghĩ là như mình thì có thể vượt qua sự cô đơn đó, nhưng mà người như thế rồi người ta có một người nào đồng hành cùng hay không, thì hay là người ta chỉ cô đơn như vậy thôi. Thì em tò mò, nhưng mà kiểu là trời không có xe nhiều đỡ em tìm hiểu thêm. Vậy là vô tình em bị mất cái thông tin về anh chồng của em. Tới 2022, 4 năm sau em mới gặp lại anh. Vô tình biết lại thông tin của anh. Vậy đó hả? Dạ. Nhưng mà như vậy thì để cho chị hỏi xíu là cái lúc mà em viết tin nhắn cho anh á. Dạ. Thì là sau đó là em có trả lời với bạn đúng không? Dạ đúng rồi. Em trả lời rồi tụi em tin qua tin lại như vậy được bao lâu thì bị mất liên lạc? Không. 4 năm liền là em bị mất liên lạc, chưa có nhắn tin, chưa hề hỏi han một lần. Chỉ mới có ngưỡng mộ trên. Dạ. Đấy là rồi. Trong thâm tâm là hình ảnh của chồng của em là xuất hiện trong đầu của em. Là từ cái clip đó em bắt gặp cái hình ảnh của chồng, khuôn mặt của chồng em thôi. Là suốt 4 năm đó là nhiều lúc em cứ thỉnh thoảng dù vô tình em lại nhớ về cái hình ảnh đó, không biết vì lý do gì. Hay ủa, là chứ cái tin nhắn đó là sao? Là đến 2022 mới tin nhắn chờ. Vậy đó hả? 4 năm sau em mới gặp lại ảnh cũng trên Facebook. Có nghĩa là gặp trên Facebook thôi. Dạ, đúng rồi. Tức là coi như em gặp lại trên Facebook rồi bắt đầu em nhắn cái tin đó. Dạ đúng rồi. Là lúc đó em vẫn còn ở bên Nhật Bản. Dạ, vậy đó. Là em là làm một lần luôn là 5 năm ở bên Nhật Bản, chưa về Việt Nam lần nào. Rồi là cũng chưa có cơ duyên gặp ảnh, cũng chưa biết về ảnh luôn, đỡ tìm ảnh. Vì em lúc đó biết chồng em là chưa biết tên tuổi, chưa biết quê quán, mà làm sao em tìm được ảnh. Lại xong rồi 4 năm sau, năm 2018 là em mới gặp, 19 là mới gặp ảnh trên Facebook. 2022 là em lại gặp ảnh một lần nữa, là trên Facebook truyền thông lại đưa tin về ảnh nữa. Là lúc đó đưa tin là ảnh đã là một chàng trai bước qua khoảng thời gian mệt mỏi đó rồi, là chàng trai truyền nghị lực Tô Đình Khánh, viết tên là Tô Đình Khánh TikToker. Em mới là đích thân em đi tạo một cái nick TikTok để em tìm cho bằng được ảnh. Nhưng mà em nhắn tin là em cũng là người nhắn tin trực tiếp, là khi biết ảnh gặp lại ảnh là em vội vàng em là để em nhắn tin cho bằng được. Nhưng mà TikTok thì không cho em trả lời qua lại với nhau. Thì em phải, em không biết sao thì em phải vào Facebook em kiểu kiếm. Phải kiếm cho bằng được chồng mình. Xong rồi em phải tìm tên Tô Đình Khánh thử có ra không. Nhưng vô tình lại hiện ảnh lên. Lại hiện cái nick Facebook của ảnh lên. Cuối cùng em suy nghĩ là bây giờ nhiều năm rồi sao cái hình ảnh xuất hiện mà mình muốn nhắn quên được ha. Dạ, dù mình muốn nhắn là mình xúc động quá, mình vui quá vì lại gặp lại anh sau nhiều năm, nhiều năm mình chờ. Xong rồi em mới nhắn cho anh cái tin là cảm ơn là cho em gặp lại anh sau khoảng thời gian dài như vậy á. Rồi chúng em cũng chỉ là động viên anh đỡ anh phải vui vẻ lên, rồi cứ là như vậy thôi. Em nhắn xong rồi em lại một tin thôi. Lúc đầu tiên là em nhắn xong em làm xó. Em bảo là không biết là mình có nên nhắn hay không. Thì nhưng mà cuối cùng vẫn nhắn. Em gửi đây xong rồi em nằm em chờ phản hồi của vậy chồng em. Dạ. Xong bao lâu Khánh mới phản hồi? Dạ sáng hôm sau vợ. Là tối hôm đó là trúng là ngày chủ nhật.
Em đi làm về là hôm sau em được nghỉ, nghỉ cả ngày. Tối hôm đó trời mưa là em về, em vừa mưa là em ướt hết cả người luôn. Em về em mở Facebook lên, nghỉ vô tình cũng như cô sợ cô đơn lướt Facebook thôi. Thì bắt gặp chồng là em nhắn nằm cả đêm em nằm em thao thức em chờ. À, hôm sau là chồng em phản hồi là rồi chồng nhắn cái gì? Dạ. Thì cũng nhắn giống như là chào em, rồi anh cảm ơn em vì đã nhắn tin cho anh. Thì anh cảm ơn em vì những cái lời động viên của em vậy đó. Cũng như là một người bạn, hai người bạn bình thường. Sau đó hai đứa nói chuyện, em cũng nhắn tin cũng ít chứ không có nhiều. Thì nhắn qua nhắn lại xong rồi bắt đầu nói nhiều hơn. Nhưng mà lúc đó em có nói cho Khánh biết là em đã theo dõi Khánh 4 năm nay không? Tức là chờ đợi cái sự gặp lại là cả 4 năm nay rồi. Dạ có. Tin nhắn đầu tiên em đã nói là trời em cảm ơn thầm cảm ơn trời cho em gặp lại anh bao nhiêu năm rồi em mới gặp lại anh. Đây là Lúc đó Khánh sao Khánh? Xúc động lúc đó với em thì lúc đó em hàng ngày đều check những cái tin nhắn chờ, bởi vì em có rất là nhiều những người mến mộ, họ nhìn thấy cái nghị lực của em ấy, thì họ sẽ cần đến em, đôi lúc họ cần cái sự động viên. Thì em cũng thỉnh thoảng check, thì em check trong cái đó thì có tin nhắn của vợ em. Thì vô tình em đọc được thì em cảm thấy nó khác biệt so với những cái tin nhắn của những người khác. Những người khác thường thường họ sẽ là cần ở chỗ em một cái gì động lực để mang đến cho họ. Thì ngược lại thì em đọc được cái tin nhắn của vợ em, thì lúc đó bạn nhắn một tin rất là dài. Đầu tiên ấn tượng là cái bức thư rất là dài, thì mình thấy một cô gái mà gửi cho mình thế này thì mình thấy cũng xúc động. Thì em đọc được, bạn ấy bảo là em đã gặp anh từ năm 2019, nhưng mà do một lần tình cờ mà lửa chén xong mất đi thông tin của anh, không biết làm sao để tìm anh á. Thì sau 4 năm làm việc tại Nhật thì vô tình lại hôm nay thấy lại clip của anh, em rất là vui và xúc động. Mình cảm thấy cái thể hiện cái sự xúc động của bạn ấy trong từng dòng tin nhắn ấy. Thì mình thấy là mình tự nhiên có một cô gái đang viết một tin nhắn rất là xúc động cho mình. Thì tụi em cũng bắt đầu từ đó là em trả lời, rồi bọn em cũng trò chuyện qua lại. Thì cũng hỏi thăm sức khỏe của em, bạn ở bên Nhật như nào. Rồi mình cũng lúc đó em không biết là bạn ở Nhật đâu. Lúc đó em hỏi là em hiện tại ở đâu, rồi hiện tại làm công việc gì đó. Thì đầu tiên là cảm ơn rồi xong mình hỏi đó. Thì vợ mà lúc đó là em ở xa lắm anh ơi. Thì em mới hỏi là ủa xa là đâu em. Thì bạn bảo là em ở Nhật Bản. Thì em bảo là vậy thì khi nào có dịp về Việt Nam thì có thể là ghé Sài Gòn chơi hoặc gì đó thì anh em mình làm bạn. Đó, thì thực sự cũng lúc đó em cũng không có nghĩ là mình sẽ ngỏ lời hay là mình thích bạn này đâu. Có nghĩa là mình chỉ là một người giống như là bạn vợ em ấy, đang là mến mộ em thôi. Thì em cũng không dám nghĩ nhiều. Thì mình cứ mời cái về là cũng về luôn. Dạ, thì trong thời gian nói chuyện với nhau thì bạn cũng có những cái nỗi buồn, cũng có những cái tổn thương. Đó, thì hai đứa kiểu như đồng cảm được với nhau. Thế là cùng nhau chia sẻ đâu đó 2 tháng ấy. Thì bạn mới nói, vợ em mới nói là em Tết này cũng muốn về Việt Nam để ăn Tết. Rồi có gì rồi em sẽ thăm anh luôn. Thì mình cũng mừng là có thể sẽ gặp được vợ. Lúc đó cũng không nghĩ gì. Thì sau cách 1 tháng, quen từ tháng 3 đến tháng 4, rồi đến giữa tháng 4 là bạn bắt đầu quyết định là em sẽ về Việt Nam luôn. Thì lúc đó em cũng không biết sao mà giống như kiểu là không biết ai bật đèn xanh hết, nhưng mà lúc đó em cảm thấy em thích vợ em. Xong rồi là cái hôm mà em đến gõ cửa thăm nhà là lúc đó là em đã về ở chung nhà rồi là về được bao lâu rồi? Dạ em về được như lúc đó. Ủa em cái lúc mà anh tới gõ cửa thăm nhà nè là mới về đó, đúng không? Dạ. Tại vì là tháng năm là vợ em đầu bay từ Nhật Bản về Việt Nam. Sau đó chỉ về nhà thăm nhà một tuần thôi. Sau đó vào trong thành phố Hồ Chí Minh rồi bắt đầu là em sắp xếp cho làm việc cho em luôn. Có nghĩa là em kiểu như muốn tạo điều kiện cho để hai đứa tìm hiểu á. Thì trước khi mà về Việt Nam á thì em có nói chuyện với Thương, lúc đó hai đứa nói chuyện 2 tháng cũng có sự tìm hiểu với nhau á. Em nói là bây giờ em cứ về đi. Nếu mà em cảm thấy là đồng hành được với anh á thì em cứ, tại vì em cứ chia sẻ vợ là anh đã thất bại trong mối tình cũ là do cái sự không đồng ý của gia đình. Thành ra em muốn nói với vợ em là nếu như em thực sự muốn tìm hiểu anh hay là muốn đến với một người như anh á thì em hỏi ý kiến gia đình xem thế nào. Nếu trường hợp mà gia đình em mà không phản đối hay là chấp nhận cho mình quen nhau thì anh mới dám đến hay là gì đó với em. Để là mình không muốn thực sự lúc đó em tại qua những cái mà cuộc tình trước rồi em không muốn đau thêm một lần nữa. Đúng rồi, em không muốn và không muốn mất thời gian của mình vào một cái lỡ một lần nữa. Thì em mới nói thì vợ em rất là, gọi là em đánh giá được vợ em rất là mạnh mẽ luôn. Thì lúc đó em nói chuyện với vợ thì vợ mới nói là em gọi về cho mẹ. Thì cái này em nghĩ là chắc vợ em kể nó sẽ tốt hơn. Sao Thương? Dạ. Thì như lúc mà vợ chồng em tìm hiểu nhau á, thời gian mà hai đứa nói chuyện ở bên Nhật Bản thì cũng qua lại nói chuyện thì em cũng không biết là anh bị tổn thương trong cái mối tình trước là vì gia đình cấm cản. Sau đó một thời gian nói chuyện thì em mới hỏi là anh mới hỏi em là có yêu chưa, thì em bảo là chưa. Lúc đó anh thật sự là
mấy năm trời ở bên đó là em không có quen. Xong rồi em mới bảo em chưa, à hồi ảnh thì anh quen, anh có người yêu chưa? Thì em cũng vô tình thấy trên Facebook của ảnh là có người chị bạn gái của ảnh vẫn có ở trên xuất hiện trên đó. Thì anh bảo là anh thất bại trong mối tình đó, tại vì gia đình cấm cản không cho anh. Anh cũng sẽ bước tiếp tới mối tình khác cũng sẽ như vậy. Tại vì có thể là người phụ nữ đó mạnh mẽ, yêu anh thật sự, nhưng mà gia đình thì không cho phép. Thì nếu mà sau này người nào bước tới, người ta cũng phải vượt qua điều đó. Thì em nghĩ là sau đó em nghĩ chồng em thì em nghĩ là nếu mà em muốn tìm hiểu chồng em thì em cũng phải nói điều đó với gia đình. Em nghĩ là em đánh tiếng với mẹ em trước. Tại em bảo là em không có nói thẳng với mẹ, nhưng mà em gọi từ bên Nhật Bản về thì em có nói là mẹ, nếu mà mẹ có con gái thì có người yêu như vậy đó, thì mẹ ở vị trí của mẹ, mẹ có đồng ý cho con gái của mình quen một người như vậy hay không? Mẹ em thì kiểu giống như là mình, khi em nói ra những vấn đề đó thì mẹ em kiểu sẽ nghi ngờ, bảo là chắc là con mình có quen ai như vậy hết. Xong rồi mẹ em im lặng, mẹ em không có nói, mẹ em hỏi là sao lại hỏi như vậy, là ai quen? Thì ông bảo là con chỉ hỏi ví dụ là mẹ có con gái thì mẹ có chấp nhận hay không. Thì mẹ không trả lời. Thì mẹ em tới 2 ngày sau mẹ em mới trả lời cho em. Mẹ nói là phải là con quen hay không đó. Nếu mà con quen thì con phải nói với mẹ, chứ con không được giấu. Nếu mà thật sự con quen thì con hãy nói thì mẹ xử lý như thế nào. Chứ còn nếu là mẹ, con gái mẹ, mẹ mới đồng ý. Rồi cuối cùng mẹ có đồng ý không? Dạ có. Thì đương nhiên phải đồng ý rồi. Dạ. Chị muốn hỏi là cái ngày mà hôm em đưa Khánh về gặp mẹ, gặp gia đình em, thì cái ngày hôm đó như thế nào? Dạ, thì lúc em về Việt Nam thì cả anh chị em đều biết hết rồi. Em nói hết. Thì đúng rồi, nhưng mà ý là cái ngày đầu tiên mà Khánh về gặp mẹ. Dạ. Thì hôm đó em đưa Khánh về gặp mẹ. Dạ. Mẹ em thì ở xa, ở Bình Định, không có thể gặp. Dẫn anh Khánh về gặp thì em dẫn chồng của em về nhà chị gái ở Gia Lai thì nó thuận tiện hơn. Sau đó mẹ em phải từ dưới quê bắt xe lên thăm thăm chồng em. Rồi sao? Rồi cái hôm đó rồi. Hôm đó Khánh kể coi, Khánh kể. Thì khi mà vợ em chia sẻ em với tất cả mọi người trong gia đình, lúc đó đặc biệt là mẹ, thì khi mà mẹ cho phép vợ em tìm hiểu nhau, có nghĩa là em rất là vui. Rồi đến cái ngày mà Thương vợ em dẫn em về nhà chị hai để gặp anh chị, rồi gặp mẹ của Thương vào từ Bình Định vào, thì lúc đó em rất là sợ. Có nghĩa là mình sợ là, tại vì đôi khi là có thể nói thì mọi người có thể là chấp nhận được, nhưng khi mình sợ là em chỉ sợ khi nhìn trực tiếp mình rồi đối diện á. Dạ, em rất là lo. Từ cái hôm mà bắt đầu lên xe từ Sài Gòn rồi lên Gia Lai, cả đêm đó em rất là hồi hộp luôn. Thì vợ không sao đâu anh, cứ cố gắng thôi. Thì ngay từ rồi Thương cũng nói là anh hai rất là khó nữa, đến lúc đó em càng lại sợ hơn nữa. Thì em mới bảo thôi bây giờ cố gắng thôi, bây giờ mình không đối diện thì chắc chắn là không biết khi nào, chắc chắn mình phải đối diện thôi. Thì khi đó em lên, thì lên đến Gia Lai là 4 giờ rưỡi thì đó là bắt đầu đến nhà được anh chị hai. Thì lúc đó trời đang gọi là mới sáng thôi, thì trời cũng mưa phùn đó. Thì em rất là vui khi mà anh hai chủ động đi đón, rồi chủ động đỡ em xuống xe, rồi chào hỏi em cảm thấy cái sự gần gũi luôn. Thì lúc đó em tự nhiên em thấy mình nhẹ hơn. Đầu vào nhà rồi gặp anh chị thì anh chị cũng niềm nở rồi hỏi thăm mình vậy đó, thì em thấy là rất là gần gũi. Rồi từ đó em cảm thấy là tự tin ha, tự tin mình hơn. Tự tin. Cho đến lúc gặp mẹ thì sao? Rồi đến trưa mẹ bắt đầu vào thì mẹ đến ôm em một cái. Vậy là quá xúc động rồi. Em nghĩ là thật ra là trước đó là Thương cũng đã cho xem hình rồi, cho xem clip của Khánh rồi đúng không? Thật ra là Khánh cũng có rất là nhiều video clip lan tỏa trên mạng. Còn cái ngày đầu tiên mà em gặp chồng em khi em về Việt Nam á, thì cảm xúc em sao? Đấy, lần đầu tiên em về gặp chồng em á, thì tự nhiên em không biết sao em tới em ôm chồng em, xong em vuốt cái mặt chồng em, xong em cảm thấy trời, mình không có sợ, mình không có dị nghị về cái hình ảnh này, mà mình thấy chồng mình thấy thương, mà thấy thân thương liền đúng không? Xong rồi em thấy nó rất là bình thường, tại vì nhiều người người ta sẽ nghĩ là bước xuống đó nhìn thấy chồng mình như vậy là mình sẽ bị coi như lúc em là con gái bình thường mà kiểu trẻ trung nữa thì sẽ bị xấu hổ, nhưng mà em không có thấy gì xấu hổ hết. Em thấy thương. Còn Khánh thì sao? Anh thấy là em rất là xúc động. Dạ, bởi vì là khi mà Thương về Việt Nam á, Thương bảo là từ khi mà Thương đi á, không ai đưa Thương đi hết, chỉ có là
thương rất là thèm cái cảnh được gia đình của mình đón và gia đình của mình đón trở về. Lúc đó em bảo là thôi em cứ về đi, anh sẽ đi đón em. Thương cứ sợ em là không đi được rồi phiền như nào đó thì em không biết, nhưng mà Thương, lúc đó Thương xuống sân bay là em chủ động em ra đón. Thì em mua một bó hoa, em cũng đứng đợi rồi em bước đến cái Thương ôm em cái là tự nhiên mình chưa kịp nói gì hết, chỉ đưa hoa rồi Thương ôm vợ em ôm cái là hai đứa em dẫn vợ em về luôn. Dạ. Coi như lúc đó là nhập làm một rồi đó. Nó coi như là nó là từ gọi là giống như từ trong chắc có lẽ là đặt để từ kiếp trước rồi. Tức là giống như là sắp đặt á, số là phận sắp đặt hết rồi. Sau cái hôm đó là đưa về nhà làm nhân viên không luôn, không ạ? Từ mời về nhà làm nhân viên. Em chỉ Thương ở lại nó chơi với em 2 ngày. Lúc đó em chưa dẫn về nhà đâu. Thì bọn em cũng đi cà phê rồi đi ăn. Rồi bắt đầu sáng mai là Thương về thẳng Bình Định. Đó, về gặp mẹ xong rồi một tuần sau là quay trở lại vô là, với em. Là ở nhà em luôn? Nó không, em thuê cho một cái phòng trọ cũng gần em. Đó. Nói chung là em gọi là em sắp đặt làm sao đó để thuận tiện nhất để em với bạn Thương có thể gần nhau rồi tìm hiểu nhau rồi đó. Rồi em có nói thôi bây giờ em vào em làm cho anh luôn. Đó, em làm cho em thì nói chung là tháng đầu tiên thì vẫn cứ như trả kiểu lương. Là trả lương có là nhân viên đàng hoàng, có nghĩa là đúng lúc đi làm là 7-8 giờ phải có mặt rồi 12 giờ mới được nghỉ rồi về ăn cơm 1 giờ phải qua làm. Đó kiểu như vẫn cứ là giữ một cái khoảng cách giữa nhân viên và đấy thôi. Ủa rồi cái lúc mà anh tới anh gõ cửa đó là lúc đó là trả nhà trọ chưa? Lúc đó là chưa luôn. Nói chung là lúc đó chưa trả nhưng mà vẫn ở bên chỗ nhà nhiều hơn. Lúc đó thì bọn em cũng kiểu là xin phép mẹ rồi, nói là bây giờ tụi con cũng muốn tìm hiểu sau khi mà gặp ở Gia Lai rồi á. Thì em có hỏi là giờ cũng gặp mặt rồi thì cũng nói chuyện với mẹ thì mẹ cũng đồng ý. Lúc đó mẹ nói là giờ bác không cấm cản hai con, chỉ mong hai con yêu thương nhau rồi chăm sóc nhau thôi, còn chuyện như là đấy là quyết định của hai đứa. Thì ngay từ lúc đó là bọn em quay trở lại Sài Gòn, bắt đầu là em rồi mẹ cũng xuống. Mẹ cũng xuống cùng rồi em dẫn đi khám. Lúc đó xuống thuận lợi luôn tiện đi khám rồi em cũng dẫn đi. Rồi em cũng muốn thể hiện một cách nào đó mình có thể lo được cho bác được. Thì em dẫn đi rồi hôm đó về nói chuyện với ba mẹ em nữa. Thì hai gia đình nói chuyện với nhau thì mẹ cũng đồng ý cho bọn em qua lại. Thì từ đó đến giờ là cũng 7 tháng rồi nhỉ. Từ lúc Thương từ Nhật Bản về đến đây. Có nghĩa là tụi em sống bắt đầu chuyển qua sống bên nhà của Khánh á. Là bao lâu thì mới kết hôn? Từ tháng 6 đến tháng 7. Đúng một tháng. Một tháng. Đến tháng 8 tụi em đi thiện nguyện thì bọn em vô tình biết là có em bé. Có nghĩa là chú với cô cũng sống thử với nhau rồi đấy. Đấy là sau là các cô chú mới là làm đám cưới đấy. Tại vì khi mà em có nói chuyện với vợ và nói chuyện với cả mẹ của vợ nữa thì lúc đó hai gia đình em cũng rất là lo về vấn đề, ví dụ hai đứa mà có lấy nhau được thì không biết chuyện con cái như nào đó thì bắt đầu là em cũng chia sẻ thẳng thắn là cũng không biết sau này chuyện con cái nó có đủ duyên hay không. Thì cũng nói thì được gia đình, đặc biệt là vợ cũng không có suy nghĩ về nhiều vấn đề đấy. Rồi mẹ vợ cũng vậy, cũng thôi nếu mà có thì tốt, mà không có thì không sao hết. Đó thì từ đó là bọn em muốn là làm sao đó em muốn chắc chắn là mình có hay không. Đấy, em cũng rất là sợ là ví dụ lấy rồi về không có con cũng rất là tội cho vợ luôn. Thật ra nghe em thì cuối cùng thì gớm con nhanh quá cơ. Hay nè. Em có nhớ trước khi mà kết thúc cái chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà anh có chúc hai vợ chồng không? Anh có em nhớ không? Thành ra em mới nhắn tin cho anh đó, cái hôm mà em bảo anh tin vui đó. Em thì đây là có bằng tốt nghiệp ông Ngụ là cũng lâu rồi, cách đây 10 năm rồi. Cái bằng hồi bữa hôm nay là mới có thêm cái bằng ông Bói nữa. Ông Ngụ là 10 năm nay rồi. Hỏi gì? Thật ra là anh cũng khá là bất ngờ khi nhận được cái tin đó của em và sau đó là nhận được một cái đám cưới của em. Tại vì anh nghĩ tại anh thấy nó quá nhanh. Anh thấy nó quá nhanh và anh nghĩ là nó phải thêm một thời gian nữa. Nhưng mà thôi hôm nay thì mới biết tại sao là hai anh chị lại nhanh đến như thế. Nhưng mà anh sau đó thì anh có theo dõi một số thông tin và anh cũng nhìn thấy một số video clip về những cái hình ảnh mà hai vợ chồng đi thử đồ cưới. Đúng rồi. Đúng không? Dạ. Thì hôm nay anh gặp hai vợ chồng thì anh muốn hỏi hai đứa là cái cảm xúc của hai vợ chồng cái phút giây mà đi chọn đồ cưới. Mặc đồ cưới đó. Chứ. Chọn đồ cưới thì chọn quần áo rồi đó, đi rồi. Và sau đó là mặc cái bộ đồ cô dâu chú rể thì những cảm xúc đó là nó như thế nào? Khi mà em quyết định tổ chức ngày cưới á, bọn em đi thử đồ cưới thì em xúc động. Cứ mỗi lần em nhìn thấy vợ em mặc đồ cưới là em xúc động. Em không tin là đến ngày hôm nay mình có thể là có vợ được. Nhiều khi em xúc động và nhiều khi nhìn mình thấy là vợ như công chúa luôn. Dạ, mình thấy là tại sao mình, mà em tự hỏi mình là tại sao mình lại có thể lấy được một người vợ xinh đẹp như vậy, dễ thương như vậy. Xinh đẹp.
Rồi mình kiểu như là mình bị hút hồn bởi cái vẻ đẹp khi nhìn thấy người vợ của mình đang mặc váy cưới. Mà đẹp mà đẹp trong khe, đúng rồi. Đẹp phúc hậu, hiền hậu vậy đó. Vậy là em là may em biết sao không? Em chắc cũng là con của quan chức ở đâu trên trời. Thiệt. Chị biết không, tại sao mà em hỏi như vậy là bởi vì cái video clip mà hai bạn thử đồ cưới á, nó được lan tỏa rất là mạnh. Với một cái lượt chia sẻ đâu là mấy ngàn. Và TikTok, cái lượt TikTok rồi Reel, Facebook rất là mạnh. Thì qua video clip đó thì có rất là nhiều những comment mà tích cực, giống như là bạn hãy cứ tin. Đúng rồi. Hãy cứ tin bằng tình yêu, là nó không có một sự phân biệt nào cả. Chúng ta cứ yêu, cứ đến với nhau và sẽ thành đôi. Đúng rồi. Đó là cái comment mà anh đọc được. Nói chung là khi mà em chia sẻ cái thông tin em lấy vợ thì, và đặc biệt là em rất là đặc biệt nữa, khi mà vợ em mặc đồ cho em, mặc áo vest cho em, đặc biệt em lại không có quần. Kiểu như là bình thường các chú rể khác thì sẽ có áo sơ mi, áo vest rồi có quần tây này, nhưng em thì chỉ có thuê một cái áo vest thôi. Đó, thì khi vợ em mặc cho em, vợ em ngồi xuống rồi chỉnh cho em thì thực sự là em thấy một cái gì đó nó lan tỏa rất là mạnh, bởi vì là trên cuộc đời này rất là ít mình có thể là mình đôi khi họ mọi người thì là nó như là câu chuyện cổ tích thôi, không có thật ở ngoài đời. Nhưng mà khi một người phụ nữ rất là xinh đẹp mà còn trẻ tuổi lấy một người không có chân như em thì thực sự nó rất là đặc biệt nữa. Thành ra là mình giống như mình lan tỏa là câu chuyện tình cảm cho mọi người tin thêm về tình yêu. Thì đó, nói chung là như một câu chuyện cổ tích vậy đó. Bởi vậy người ta mới nói là khi mà con người ta sống phải có tình yêu. Vì tình yêu nó sẽ gọi là đúng đúng nghĩa là chắp cánh á, thì chắp cánh cho mình có thể bay lên cao, rồi có thể làm được tất cả mọi thứ mình muốn. Và vấn đề ở đây là mình chọn lựa như thế nào để mà mình có được cái hạnh phúc viên mãn của mình. Đó, thì tụi em đã gọi là đã làm được cái điều đó đó. Chọn lựa hạnh phúc, chọn lựa yêu thương đó, đúng không? Đó. Chọn hạnh phúc, chọn yêu thương. Thế rồi hôm nay là hạnh phúc của các bạn có được là nhờ là hạnh phúc là lựa chọn. Rồi. Đẹp quá, mối tình này đẹp quá. Chị không có muốn qua cái trang 2 đó. Nghe nhưng mà giờ thương không... á, cái bạn thương nè, cái lúc mà em đến á, đến gõ cửa là chỉ là mới là người yêu thôi. Chị bạn ấy là có một cái nét đẹp khác. Còn bây giờ bạn ấy đang có em bé, cho nên bạn ấy là có một cái nét đẹp khác. Hai cái nét đẹp nó khác khác nhau. Nhưng mà nói chung là đẹp. Là rất đẹp. Thì bởi vậy bây giờ chị nói thiệt với em là không muốn hỏi phần 2. Chị không muốn hỏi phần 2. Nhưng mà không được chị ơi. Nhưng mà không hỏi phần 2 á là chương trình họ không có phát lương cho mình. Đúng. Khánh nó như thế nào đi nữa nó cũng có tật xấu, cho nên là phải có cái phần 2 đó, gọi là chương 2. Và sau khi mà bước chân về với nhau, cởi bỏ cái áo cưới ra để khoác vào tấm áo một người vợ, một người chồng và sắp sửa là một người mẹ đó. Đó thì là có phát hiện ra cái gọi là tật xấu với nhau, tật xấu đi chị ơi. Đó, tật xấu hả? Cho dù là có yêu thương, cho dù có hy sinh cỡ nào đi nữa, tôi không tin rằng là cô ấy là hoàn hảo, không có tật xấu. Đúng không? Ủa là giờ em đang hỏi Thương hay là em đang hỏi Khánh? Hai đứa luôn. Đó. Giờ chị Khánh. Chị đang hỏi Thương về Khánh đó. Chúc em hỏi Khánh trước đi. Đó. Đứa nào nói trước? Thương nói trước đi, người ta là phải nữ trước. Đúng rồi. Cho hai mẹ con nó nói trước. Nói về tật xấu thì như là nói mọi người nói không có thì cũng không đúng, là chồng em cái đó với em không phải là tật xấu mà là khuyết điểm của anh. Tại vì anh bắt buộc không có đôi chân thì anh không thể làm những cái điều, những cái việc đó, ví dụ như là quần áo thì không thể bỏ gọn gàng ở một chỗ được. Thì khi mà đi làm về vận động nhiều quá, vết thương nó sẽ bị đau. Thì sẽ kiểu giống như là mệt quá không đi tắm nổi thì sẽ lùi tắm. Thì đó kiểu như với gặp vợ chồng khác, người đàn ông đó sẽ là tật xấu. Với chồng em đó là khuyết điểm. Với em cảm giác cái sự yêu thương của mình nhìn chồng mình nó nhiều quá nên mình nhìn đó là khuyết điểm. Chồng em thường như vậy. Kiểu chồng em thì không hút thuốc, không uống. Có ga lăng không? Dạ thì rất là ga lăng. Ga lăng thì chồng em là số 1 rồi. Lúc yêu ga lăng, rồi lúc lấy nhau về còn ga lăng không? Dạ còn. Kiểu quan tâm nhiều hơn, kiểu giống là em không còn nhờ thì em cảm thấy là đối thì chồng em cũng có thể nấu ăn cho em luôn. Đi làm về anh cũng quán xíu người kia, anh đi làm, anh lo cho gia đình, lo cho vợ, xong rồi về nhà. Ví dụ em cảm thấy em ăn cơm xong anh có thể nhắc anh rửa chén cho em thì anh cũng tự động đi rửa. Đó, thì hôm nay quá đi. Đang trời lạc đề luôn. Cái phần như là tính xấu mình làm trong chương trình khác, tính đẹp như tính tốt là mình làm trong chương trình khác. Còn đây là thời khắc
đó, để mình khui những cái tật xấu của ổng. Chị biết đó. Nó lạc đề đó, bé Thương lạc đề mà tại vì nó dễ thương quá nên chị cứ để chị nghe vậy đó. Ừ. Ờ ha, chị cũng nhắc lạc đề cái em cũng biết luôn. Em cũng nghe luôn đó. Giờ chồng em được cái nữa là như hay nhõng nhẽo nữa. Trời ơi, bây giờ về là nhõng nhẽo kiểu giống là mệt lùi cái là bắt đầu giờ trứng lúc chưa men ghê lắm nhưng mà về tới nhà là bắt đầu nhõng nhẽo. Xong rồi nhõng nhẽo với vợ đó phải không? Xong rồi lùi tắm là bắt đầu bảo là vợ có thể lấy cái chăn không chứ giờ anh đi không nổi nữa rồi. Anh không thể đi. À xong rồi bảo lấp liếm cái chuyện đó bằng việc là anh không thể làm được chứ không phải là giờ anh quá mệt rồi anh không thể trường đi nữa được rồi. Em có thể giúp anh được không là anh ở dơ anh nằm lại luôn. Em chịu không được, em chịu em không có chịu thôi. Em bắt buộc phải đi lấy canh lau cho chồng em. Rồi cho anh thoải mái hơn. Rồi lúc thấy thương là mình phải đi lau. Rồi chồng giục đồ giục thì về giường đó thì cũng bỏ lung tung quá thôi. Rồi em cũng phải đi lụm rồi đi giặt cho ảnh thôi. Nhưng mà nói chung á là bây giờ vợ đang có bầu rồi, giờ muốn làm biếng cũng đâu làm biếng được nữa. Đúng không? Dạ. Đó. Thì giờ em có muốn chồng em thay đổi điều gì không? Dạ. Có một điều là em muốn chồng em là không phải thay đổi mà quan tâm bản thân mình nhiều hơn. Chồng em luôn có một điều là giống như là suy nghĩ cho gia đình, suy nghĩ cho những người xung quanh quá nhiều. Bỏ buôn bản thân mình lúc có em về làm vợ xong rồi bây giờ có cơ duyên có con. Anh cảm thấy anh nỗ lực nhiều hơn nữa. Mà lúc bất thường bị đau bảo anh nghĩ thì anh cũng không chịu nghĩ. Anh cứ cố gắng phải đi làm cho mình được. Về tới nhà nhiều khi trở trời thì cái vết thương nó bị co giật. Anh cũng không bao giờ nói, anh im lặng. Xong rồi em rất là sợ chồng em đã sức khỏe đã yếu rồi vì những cái lo toan đó mà chồng bị bệnh hay là gì đó em không thể nào mà chia sẻ cái nỗi đau đó được nên em muốn chồng em là chăm sóc bản thân mình nhiều hơn nữa. Em chỉ muốn nhìn thấy anh ở bên cạnh em thôi. Em có thể cùng anh cố gắng được. Em luôn hài lòng. Em không phải là muốn cho vậy mình nuôi thật nhiều tiền phải thật giàu có hay là cái gì hết. Em chỉ muốn chồng nhìn thấy chồng em mỗi ngày thôi. Em chỉ muốn bên cạnh anh, muốn được gặp anh, muốn anh khỏe thôi. Em muốn chồng em thay đổi hay gì hết. Không. Cưng dễ sợ. Đang sống mà khóc vậy. Và thì rồi em chia sẻ thì đôi khi kiểu như em là con người rất là kiểu như là tham công tiếc việc ấy. Mình muốn làm để mình lo được cho gia đình và bản thân mình rồi bây giờ có vợ rồi có con nữa mình cũng lo nhiều hơn. Nên là nhiều khi mình ít dành thời gian cho vợ nhiều nữa. Nhưng mà nãy vợ nói cái đó là em thấy hợp lý không? Dạ có. Thì đó, người ta mong muốn vậy thì mình đáp ứng đi. Đúng không? Dạ. Ủa nhưng mà bây giờ là công việc của Khánh vẫn làm tại nhà chứ có làm ở đâu nữa không? Nói chung là vẫn làm tại nhà nhưng mà hiện tại nhưng mà bây giờ đó là cái chỗ mà mình làm việc thôi. Không, bây giờ em mới chuyển sang một cái chỗ khác rồi. Dạ, có nghĩa em bây giờ làm một chỗ và về ở một chỗ. Làm một chỗ về một chỗ. Dạ. Gần không Khánh? Cũng gần ạ. Nói chung em đi qua được 5 phút thôi. Hiện tại bây giờ mới vợ về ở với bố mẹ. Thì còn em thuê một cái văn phòng khác để mình làm việc ở đó. Nhưng mà Khánh hiểu không? Dù là nó gần thiệt nhưng nó vẫn là không phải là cái nhà của mình. Nó vẫn là cái chỗ làm việc. Thì mà tại vì vợ em rất là lo. Đó. Nhưng mà bây giờ là Thương đâu có ra làm với chồng không? Dạ có, là... em có làm nhưng mà hiểu giống như là vợ chồng em đi làm thì vẫn livestream nói livestream cả ngày cả đêm. Chỉ như làm cả đêm thì làm tới 10 giờ, 11 giờ. Bây giờ hiện tại bầu em cũng vẫn đi làm cùng chồng. Hôm nào em mệt quá thì em mới ở nhà. Hôm nào anh mệt thì em bảo ở nhà mà anh cũng không chịu. Nói chung là vợ em xót á. Dạ, vợ em xót. Thà ví dụ em nói thì vợ nó sẽ không lo nhiều. Còn này là cứ em không nói, em chịu đựng á. Nên là vợ rất là lo, rất là sợ. Tại tính em là mỗi khi em bị gì đó em ít khi chia sẻ cho người khác, sợ người ta lo lắng rồi buồn á. Nhưng mình cũng giống như là một cái điểm yếu của em. Mình lo cho người ta cuối cùng là để cho người ta lo lại cho mình á. Bây giờ tới Khánh đi. Đó, tới Khánh đi. Vợ có gì xấu không? Vợ em á. Thực ra vợ em thì em định không hỏi á chị. Mà thấy nó không đẹp hỏi quá, mình đẹp không có quá luôn.
Cái chương trình này nó ngộ lắm. Mình sai một miếng phọc mát là mình sẽ bị khiển trách rầy la. Cho nên là buộc lòng là mình phải hỏi thôi. Thôi gắng đào bươi bới móc gì đó. Mấy cái thật xấu của vợ nó nói với em. Vợ em thì thực ra thì tụi em mới cưới nên cũng em chưa biết nhiều về tật xấu của vợ. Nhưng mà cái mà em cảm thấy vợ em có điểm đó là hay kiểu như là không có chịu ngủ sớm, hay rất là thức khuya. Rồi bắt đầu là nói thì không chịu nghe, không phải là bảo đi ngủ sớm thì không chịu. Rồi sáng mai rồi dậy trễ, rồi đôi khi có những cái buổi đi làm lại không có đúng giờ, kiểu như là mình đã chuẩn bị sẵn rồi. Nhưng vợ thì vẫn cứ ung dung, vẫn cứ là không có gọi là chịu follow theo mình ấy, kiểu như là không có sắp xếp được cái thời gian. Thí dụ là livestream đúng không? Dạ đúng rồi. Đó, chuẩn bị xong hết rồi. Dạ. Mà chưa xuất hiện. em nói là ơi hôm nay là mình livestream vào 7 giờ này. Nhưng mà 6 giờ vẫn đang bấm 6 rưỡi vẫn đang ngồi bấm điện thoại này. Rồi đến giờ live rồi vẫn chưa có gì, có là sự chuẩn bị luôn đấy. Đó. Chỉ có như thế thôi. Còn vợ em thì rất là nói chung chỉnh chu từ cái bếp núc cho đến là mọi thứ, thì em thấy là chưa. Rồi, cái đó là khen rồi đó, cái đó khen rồi, không cần khen. Bây giờ đó thì bởi vì hai chồng này đặt đề hoài à, làm như nó mới coi chương trình này sao. Ý là cái phần đã nhất luôn á. Yeah. Mà nó nghe nè, cái lúc mà em like á, em thì quá quen rồi. Yeah. Em là chuyên nghiệp rồi, mà vợ bắt đầu mới vô like. Yeah, của. Yeah. Mình thì có hợp không? Yeah. Có khớp không, hay là có nói những cái trục trặc gì không? Có những cái mà vợ em bị ảnh hưởng khi em hỏi, vì vợ em chưa quen với cái việc mà livestream bán hàng á. Em thì quen rồi thì không sao, đôi khi là vợ em thì có những cái đôi khi bình luận không có hay hoặc những cái bình luận không tốt á. Rồi vợ em xúc động rồi lại khóc nhè luôn. Khóc nhè. Dạ. Rất hay khóc nhè. Dạ. Chịu không nổi. Dạ. Đọc không chịu nổi những cái comment nữa chê. Dạ. Là hay bị mọi người có những comment họ chê á, bắt đầu là khóc tự nhiên khóc trên livestream vậy đó. Vậy mà thật xấu luôn. Dạ. Không chịu đựng nổi được. Dạ, áp lực. Dạ. Của comment. Dạ. Cái đó cũng khuyết điểm chút xíu thôi. Dạ. Nhưng mà giờ sao luôn? Giờ thay đổi chưa? Giờ thì không khóc ở đó, về nhà khóc. Một chút nữa gặp anh sẽ cho bí quyết vượt qua những comment tiêu cực người ta chê mình. Rồi Khánh có mong muốn vợ thay đổi điều gì không? Em cũng muốn là vợ em quan tâm sức khỏe mình nhiều hơn. Rồi hiện tại bây giờ có con rồi, em cũng muốn là vợ đôi khi vợ em thấy em đi làm, em thấy vợ em mệt nhưng em nói thôi vợ ở nhà nghỉ đi, nhưng vợ em không chịu, kiểu như bắt buộc cứ phải muốn theo em vậy đó, phải ở bên cạnh phụ đó. Nhưng mà em thấy hiện tại thì thời điểm này cũng bầu bì rồi, em cũng muốn vợ nghỉ nhiều hơn, nhưng vợ em thì kiểu như cứng đầu ấy, không chịu. Là giờ một mình anh đi thì sợ anh buồn, thấy anh đi làm một mình thấy em buồn, anh buồn em không muốn ở nhà một mình. Thế vậy cứ mệt cũng vẫn cứ đi theo vợ. Với lại chị em 5 tháng là chắc rồi đúng không chị? Chắc rồi, là đi tới đi lui nhiều khi cũng khỏe bạn rồi đó. Dạ. Yeah, dạ. Yeah. Nhưng mà kiểu như là live stream nhiều khi mệt á, thành ra là em muốn vợ nghỉ nhưng mà vợ không chịu. À, cứ bắt buộc nặng nặng đâu, phải là em muốn đi cùng anh cơ. Tại vì lo cho em á. Dạ, lo cho em. Ở nhà nó còn lo nhiều hơn. Khi ở bên cạnh á, mình cứ đúng nhìn rồi. Được đó là mình chắc ăn đúng không? Dạ. Chị thấy chuyện của tụi em giống như là chuyện cổ tích á, thật sự mà nói. Yeah. Luôn á. Ha, hoàng tử gặp công chúa đó, như cổ tích á, cái mối tình này nó rất là đẹp luôn. Thành ra chị cái biết là mong tụi em á giữ hoài cái tình yêu này. Dạ. Chị muốn chúc cho tụi em là sức khỏe. Dạ. À, sức khỏe bình an. Ha, rồi mẹ tròn con vuông, đã biết trai gái chưa? Dạ, công chúa. Công chúa hả? Yeah. Vậy là coi như thêm thằng con trai nữa là coi như là đủ, gọi là điểm 10 đó. Dạ. Điểm. Chúc, em chúc cho nó luôn. Năm sau chúc cái này chơi, chúc trước luôn đi. Chúc trước thôi, hay là thôi để nữa đi, em chúc online tụi nó xong đi rồi bắt đầu mình chúc đó. Yeah. Đúng không? Nghe. Rồi cảm ơn tụi em rất là nhiều luôn. Yeah.